Gần 2 năm sau giải đấu lớn gần nhất là SEA Games 29, đây mới là những bước chạy thoải mái đầu tiên của Quách Công Lịch. Những lần lỡ hẹn trước đây khiến Lịch buộc phải kiên nhẫn và bình tĩnh hơn. Từ đầu năm đến giờ, từ khi mà bị chấn thương ACS xong ấy, mình chỉ duy trì tập nhẹ nhàng để hồi phục thôi. Cũng không vào sớm như là mọi năm, cho nên là mình bây giờ nó gần như là nó hoàn thiện với chấn thương của mình. Trong nhóm các vận động viên thuộc tổ cự ly ngắn sang Nhật tập huấn lần này, vì những vấn đề thủ tục mà Quách Công Lịch sẽ phải lên đường muộn nhất vào đầu tháng 7. 3 tuần tại Nhật sẽ là quãng thời gian không quá dài, nhưng sẽ rất bổ ích cho Lịch trong quá trình hướng tới SEA Games 30. Thực sự là cũng lần đầu tiên mình đi Nhật nên cũng chưa biết được cái trung tâm nó thế nào. Mình chỉ hy vọng là sang đấy duy trì được cái thể lực và học hỏi thêm một vài kỹ thuật của vận động viên bên nước họ để phát triển cái tố chất hoặc là cái bản năng của vận động viên mình thôi. Do không kịp tham dự giải điền kinh thành phố Hồ Chí Minh mở rộng nên Quách Công Lịch sẽ đăng ký tham dự giải điền kinh trẻ quốc gia để kiểm tra phong độ. Sau đó giải vô địch quốc gia sẽ là cữ rượt cuối cùng để Lịch tính toán điểm rơi cũng như cân nhắc giữa hai nội dung 400m và 400m rào. Mình cũng nghĩ là tập trung cả hai, nhưng mà nếu mà cả hai thì mình sẽ phải phân sức. Như mọi năm thì mình cũng không giành được cái huy chương vàng nào, nên chắc chắn mình sẽ tập trung vào nội dung là mình thấy chắc chắn hơn, có lẽ là 400 rào. Sau rất nhiều những thăng trầm, những kỳ vọng bất thành, Quách Công Lịch giờ đã thoải mái và bớt áp lực hơn. Những bước chạy đầy nỗ lực này đang cho thấy khát khao trở lại của Quách Công Lịch, và đó sẽ là cơ sở để Lịch hướng tới một kỳ SEA Games thành công.